Tổ trọng tài điều khiển trận đấu ngày hôm nay là tổ trọng tài Qatar với trọng tài chính là ông Saud Al Abda và trợ lý trọng tài là ông Zahi Asramari. Quế Ngọc Hải là người đã có mặt kịp lúc để ngăn chặn pha đột phá của Subhachok. Văn Toàn, tình huống phạm lỗi với Văn Toàn. Đây là một tình huống mà chúng ta hoàn toàn có thể triển khai một pha phản công. Và như nếu như nặng tay hoàn toàn sẽ phải có một chiếc thẻ dành cho Fitiwat. Đây sẽ là những pha bóng mà chúng ta sẽ thường xuyên được chứng kiến ở trận đấu ngày hôm nay từ phía Văn Toàn và đội tuyển Việt Nam. Rất đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả. Nhưng vừa rồi là một đường chuyền không tốt. Phạm lỗi rồi. Sarai Nguyen đã có tình huống phạm lỗi với Tuấn Anh. Đội bạn cũng rất hiểu ngòi nổ Tuấn Anh. Terathon Bunmathan. Văn Toàn rất nhanh. Đã rất lớn của Văn Toàn. Đã có lỗi của Terathon Bunmathan. Hành vi rất phi thể thao của Terathon Bunmathan sau khi số 3 này ngã đã cố tình cao chân để ngăn cản một tình huống phản công. Rất hay, bước một tốt. Một pha xử lý của Quang Hải. Và nếu như trọng tài quan sát kỹ hơn, đã có hành vi tiểu xảo, cần phải có được sự bình tĩnh. Trận đấu đang rất nóng. Thẻ vàng cảnh cáo đối với huấn luyện viên Mano Polkin của đội tuyển Thái Lan sau phản ứng thái quá với Quế Ngọc Hải. Và ông cũng đã di chuyển ra khỏi khu vực dành cho các huấn luyện viên. Lời cảnh báo đầu tiên dành cho huấn luyện viên của Thái Lan. Và đây là những hành động của huấn luyện viên Park Hang-seo bên phía đội tuyển Việt Nam chúng ta. Rõ ràng là phải có một tấm thẻ đỏ dành cho Terathon Bunmathan. Tình huống chơi cùi trò với Quang Hải. Chúng ta có thể thông cảm với phản ứng của Quế Ngọc Hải. Có vẻ như đã có lỗi. Văn Toàn đã ngã trong vòng cấm của đội tuyển Thái Lan. Tình huống mà Narubadin ở ngay phía sau lưng Văn Toàn. Chúng ta theo dõi lại pha bóng này. Chúng ta đã có một tình huống chưa tiểu xảo của Narubadin từ phía sau Văn Toàn hay chưa? Đường chuyền dài của Hoàng Đức. Và đây là lúc Văn Toàn cần phải thể hiện được khả năng của mình. Thẻ đỏ chắc chắn là một tình huống thẻ đỏ. Không thể khác được. Buffon đã bỏ khung thành băng ra để có một tình huống phạm lỗi rất lộ liễu với Văn Toàn của chúng ta. Một tình huống mà chúng ta có thể ghi bàn thắng và không hiểu tại sao là trọng tài chính lại không rút ra một chiếc thẻ đỏ trong một tình huống phạm lỗi cực kỳ rõ ràng. Một sự bất công chắc chắn là như vậy. Rất nhiều lần kể từ đầu trận đấu đến giờ, trọng tài đã không hoàn toàn chính xác, bỏ qua tương đối nhiều lỗi đánh nguội. Nhưng lần này thì không thể không lên tiếng với một tình huống phạm lỗi như thế này. Thế là xin đăng đa. Không vượt qua được Duy Mạnh. Đá phạt dành cho đội tuyển Việt Nam. Đang đà đã phạm lỗi với Duy Mạnh ở tình huống trước đó. Những cuộc chiến nảy lửa ở khu vực giữa sân. Đang đà đã chơi tiểu xảo với Tuấn Anh sau khi thất thế trước Duy Mạnh. Pha đẩy bóng cho Quang Hải. Quang Hải. Đó là một phát chọc khe nhưng việt vị mất rồi. Hành trình đã việt vị. Tình huống chuyền bóng quan sát rất tốt của Quang Hải. Manuel Bia và thủ thành bên phía Thái Lan vừa trao đổi với nhau một điều gì đó. Và đây là tình huống phối hợp tốt. Không hề việt vị. Chưa việt vị. Tình huống chuyền bóng phải nói là cực tốt và đúng nhịp của Quang Hải. Đã chỉ tay vào chấm phạt đền sau tình huống can thiệp của Duy Mạnh với cầu thủ của đội tuyển Thái Lan.
sau pha va chạm thì cả hai cầu thủ đều bị đau. Đó là Duy Mạnh và Subhachai. Tài chính ở trận đấu, ông An Khát là người bắt chính ở trận chung kết tại Thường Châu, U20 Việt Nam và Uzbekistan. Hiệp một trận đấu đã bắt đầu. Với đội Việt Nam lúc này thì bất kỳ vị trí nào cũng có thể ghi bàn. Thiraton. Có một tình huống thổi phạt penalty. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Chúng ta chưa rõ lỗi của đội tuyển Việt Nam trong tình huống vừa rồi là gì. Rất có thể là Tiến Linh khi ngã xuống đã để bóng chạm tay. Trọng tài Abubakar đã chỉ tay vào chấm phạt đền một cách hết sức cương quyết. Cũng đã có một động tác đẩy người trong pha quay chạm vừa rồi, nhưng thực sự nó không thật sự rõ ràng để chúng ta có thể xác định đó có phải là pha phạm lỗi dẫn đến quyết định thổi 11m hay không. Chúng ta chờ đợi tài năng của Đặng Văn Lâm, người có thể đánh thức bản lĩnh. Và anh đối mặt với Thiraton từ chấm 11m. Không vào! Đội Việt Nam! Đội Việt Nam! Rõ ràng là Thiraton rất căng, quá căng như là khác. Anh đã không thể thắng được Đặng Văn Lâm. Hoa đội Đặng Văn Lâm. Trong tiếng vừa rồi thì Đặng Văn Lâm đã nhoài người sang bên trái, nhưng cái chân của anh vẫn còn kịp để cứu thua. Pha cứu thua có thể nói còn quan trọng hơn cả một bàn thắng. Quá hay Đặng Văn Lâm. Quang Hải đá vào góc. Ông trọng tài người Oman Ahmed Al-Khat đã không công nhận bàn thắng. Huấn luyện viên Park Seo tỏ ra thất vọng, chúng ta cùng xem lại. Tôi nghĩ rằng anh Huy ạ, trong vòng ít phút chúng ta đã phải nhận những quyết định có thể nói là không thật sự rõ ràng, không thật sự chính xác từ trọng tài người Oman. Tôi cũng nghĩ như vậy. Đó là một tình huống mà thủ môn Cawin tự mình gây khó cho mình, bị thất thế trước Đoàn Văn Hậu, và khi anh ngã xuống thì trọng tài đã thổi phạt rất đáng tiếc cho đội Việt Nam. Đoàn Văn Hậu đã bật dựng lên trong tình huống tranh chấp vừa rồi. Cawin thất thế và tự ngã. Và nên nhớ một điều là khu vực 5m50 không phải là khu vực bảo vệ thủ môn. Chúng ta đang gặp phải những bất lợi, theo chúng tôi là như vậy, từ các pha bóng nhạy cảm được xử lý bởi trọng tài Oman Ahmed Al-Khat. Tuy nhiên đội Việt Nam tự hào là những chiến binh sao vàng, chúng ta sẽ đứng vững và sẽ vượt lên. Sự lo lắng của ông Nishino. Chúng ta cùng xem một lần nữa pha cứu thua của Đặng Văn Lâm. Đây rõ ràng là một miếng đánh có ý đồ rất rõ của các cầu thủ Việt Nam.
Đoàn Văn Hậu bật tại chỗ để nghi binh và tạo thời cơ chống đối băng vào dứt điểm. Một lần nữa chúng ta có thể khẳng định rằng đó là một pha xử lý có phần không chuẩn của trọng tài Newman, vì Đoàn Văn Hậu đã chiếm chỗ trước, bật dựng lên rất đẹp. Cao Win thất thế và rõ ràng là người không phải bị phạm lỗi trong tình huống vừa rồi. Và như vậy là trọng tài đã nổi gọi hết lại hiệp 1 của trận đấu. Trong hiệp 1, đội Việt Nam bất lợi với những pha xử lý ngược dài Oman Ancap. Tuy nhiên chúng ta vẫn đứng vững. Chanathip. Pha chuyền bóng khôn ngoan của Chanathip. Đó là pha cắt bóng của Quế Ngọc Hải. Quế Ngọc Hải cho rằng bóng đá chạm chân đôi bàn trước khi ra ngoài sân. Pha phạm lỗi nguy hiểm, cầu thủ bị đau là Tấn Sinh. Chuyền bóng Hà Đức Chinh, dứt điểm. Wow! Tỷ số được mở cho đội tuyển Việt Nam. Một pha dâng lên chuyền bóng rất hay của Đoàn Văn Hậu và chúng ta đã có bàn thắng. Đường chuyền của Đoàn Văn Hậu thực sự là rất hợp lý, nhưng điều đáng nói hơn nữa là tình huống dứt điểm một chạm cực kỳ chuẩn xác bằng chân trái của Hà Đức Chinh. Chúng ta vẫn chờ đợi những trung phong của bóng đá đội thực hiện những cú dứt điểm như vậy. Cho đến điểm này cả hai bên đều chưa thay người. Đầu hiệp 2 thì đội Thái Lan có một sự thay đổi người hiệp 1 của trận đấu, và ngay cả trận đấu này thì con số đó vẫn chưa hề thay đổi. Pha phạm lỗi của cầu thủ Thái Lan. Vẫn là Quang Hải đột phá. Chuyền ngược lên. Tiếp chạy. Đó là Hoàng Đức. Pha đi bóng và chuyền bóng vừa rồi đúng nhãn hiệu của Nguyễn Quang Hải. Và còn đẹp hơn nữa khi pha xử lý ở trong là một cú bắt vô lề bằng chân trái đúng chân thuận của Nguyễn Hoàng Đức. Những pha bóng có thể nói là gợi nhớ lại hình ảnh rất đẹp cũng trên sân Mỹ Đình ở chung kết của AFF Cup năm 2018, giải đấu mà chúng ta đã lên ngôi vô địch Đông Nam Á thêm một lần nữa. Trên sân lúc này chúng ta có 4 cầu thủ thuận chân trái. Đáng chú ý nhất của U23 Việt Nam đã phát huy được những điều đặc biệt của mình. 2018 cho đến lúc này vẫn tiếp tục một lần nữa được phát huy. Cường. Vâng, và thẻ đỏ. Thẻ đỏ dành cho Subhachai. Chúng ta cùng xem một lần nữa. Đúng là Tấn Sinh có những bước lùi làm cho Subhachai lỡ đà. Nhưng anh chàng này cũng đã ức chế từ hiệp 1 rồi. Và có một động tác như là vung nắm đấm vào cầu thủ Việt Nam. Đoàn Văn Hậu. Pha dứt điểm của Hồ Tấn Tài. Đã bị thua trước 2 bàn. Mọi chuyện là quá thuận lợi với U23 Việt Nam. Sau tình huống để thua thứ hai của Thái Lan, tức là những người đá cao nhất trên hàng công của Thái Lan. Thêm một chiếc thẻ được rút ra. Hải đang đứng ở một vị trí thuận lợi từ tuyến hai. Nhưng Thái Quy vẫn thực hiện đường chuyền vào trong. Dứt điểm! 63 và đã là 3-0 cho cầu thủ Việt Nam. Không loại trừ khả năng đây sẽ là chiến thắng đậm nhất của đội Việt Nam trước Thái Lan nhiều năm qua ở các cấp đội tuyển. Bàn thắng thứ hai của Thành Trung ở vòng loại lần này ở SEA Games. Đoàn Văn Hậu. Ở pha bóng vừa rồi thì có lẽ là Đoàn Văn Hậu đã chủ định sút bóng chứ không phải là đường chuyền. Rất tỉnh táo. Quang Hải lại có tình huống phạm lỗi của cầu thủ đối phương với Quang Hải. Pha về bóng quen thuộc của Quang Hải. Hà Nội đến những giây phút cuối cùng để có được. Đoàn Văn Hậu. Thái Quý. Thái Quý muốn thử sức với cú sút. Danh Trung và sân thay cho Hoàng Đức. Cái này cũng phải Thái Lan ở trận đấu quan trọng. Tuy nhiên mọi chuyện đã được giải tỏa. Và chúng tôi đang mong chờ bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0. Bình tĩnh. Quang Hải.
Rất tiếc là chưa có bàn thắng đưa tỷ số lên 4-0. Danh Trung đã để lỡ và Quang Hải có một pha dứt điểm đúng tầm chân. Vẫn còn Quang Hải, chân trái tiếp tục dứt điểm, vẫn không được. Cú chạm bóng ở cự ly gần vừa rồi là của Triệu Việt Hưng. Một nhân tố mới được tung vào sân, Trần Thanh Sơn, tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai. Và dứt điểm của Hà Đức Chinh. Thủ môn đội bạn đã phải để bóng qua xa. Và chuyền bóng ngẫu hứng của Quang Hải. Thanh Thịnh trả ngược, đập lông, quá ngoạn mục. Tỷ số là 4-0 cho U23 Việt Nam. Cuối cùng điều chúng ta mong chờ đã đến. Có lẽ đây sẽ là kỷ lục về một trận thắng Thái Lan, vượt cả kỷ lục 3-0 cách đây 21 năm tại sân đấy. Pha đặt lòng hết sức cơ bản của Trần Thanh Sơn, cầu thủ đang chơi cho Hoàng Gia Lai. Hết giờ, U23 Việt Nam có một chiến thắng xuất sắc trước U23 Thái Lan. Đó là điều mà chúng ta không dám nghĩ tới trước khi trận đấu này diễn ra.